Hi everyone, bữa nay chúng ta sẽ bắt đầu ôn tập ở học kỳ 1 tiếng Anh lớp 12 cho năm 2023-2024. Thì bữa nay chúng ta sẽ phân tích cái đề của Sở Dục Đào tạo Nam Định. Năm học trước nha các bạn, tức là học của học kỳ 1 năm 2022-2023, mã đề là 311. Thì trong cái đề này đó thì chúng ta thấy là sẽ có khoảng là 50 câu không các bạn? 50 câu đã làm trong 60 phút. Vậy thì trung bình chúng ta sẽ phải làm khoảng cỡ chừng 1 phút không các bạn? 1 phút một câu. Còn lại thì chúng ta sẽ dành cho cái phần mà kiểm tra. Giờ các bạn nhìn vô câu số 1. Thì ở phần này đó chúng ta thấy rằng là có cái phần là người ta yêu cầu chúng ta dùng các cái tìm các cái từ opposite nha các bạn. Opposite là từ trái nghĩa hơn các bạn. Vậy thì câu số 1 chúng ta thấy là có cái từ là hidden in the midst of time. In the midst of time. Cái từ in the midst of time nó có nghĩa là cái chuyện gì đó nó xảy ra lâu lắm rồi đó và chúng ta hầu như chúng ta không còn nhớ nữa đó các bạn. Vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là chỉ có A hơn các bạn, A là trái nghĩa hơn các bạn. Đó. A là trái nghĩa tức là A có nghĩa rằng là cái chuyện gì đó là nó còn mới, nó vừa mới xảy ra và mọi người còn có thể nhớ được nó hoặc là còn có thể còn xác nhận được cái chuyện đó các bạn. Các bạn nhìn câu số 2 nha. Chúng ta có cái từ là beneficial. Beneficial đây là cái tính từ nha các bạn, tính từ của cái từ benefit. Benefit. Benefit đây là từ gốc nha các bạn. Vậy thì bây giờ cái beneficial đây nó có nghĩa là có lợi ích hơn các bạn. Vậy thì trái nghĩa với có lợi ích là chúng ta ở đây chúng ta phải chọn là harmful nha các bạn, tức là có hại. Các bạn nhìn câu số 3 ha. Thì tới cái phần này là chúng ta phải chọn cái câu nào đúng hơn các bạn. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng là người ta cho chúng ta một số các cái tính từ hơn các bạn. Vậy thì chúng ta phải nhớ lại cái cách sắp xếp của các tính từ ha. Vậy thì cái tính từ mà chỉ cái opinion đó, chỉ ý kiến đó các bạn, thì chúng ta phải để đầu câu không các bạn, để trước các tính từ khác. Vậy thì ở đây chúng ta thấy có từ beautiful đây các bạn, beautiful của A và beautiful đó các bạn, chúng ta phải để trước nha các bạn. Tại vì beautiful là đẹp, nó có nghĩa là cái tính từ chỉ cái ý kiến đó các bạn, tức là có người để có người, tức là có người cho là đẹp, có người cho là không đẹp không các bạn. Vậy thì chúng ta phải để trước. Và chúng ta thấy rằng là giữa có hai cái tính từ khác nữa là big và pink, tức là màu sắc, và một cái là kích thước, một cái là màu sắc các bạn. Vậy thì cái kích thước chúng ta phải để trước màu sắc ha. Do vậy đó mà cái chỗ này đó. Và do vậy đó cái chỗ này đó chúng ta sẽ phải chọn là A hơn các bạn, tức là kích thước chúng ta phải để trước màu sắc ha. Kích thước là tới màu sắc ha. Các bạn nhìn câu số 4 nè. Ở đây chúng ta có là để cái số đuôi đó, tức là câu hỏi đuôi các bạn, tức là question task đó các bạn. Vì trong cái câu hỏi đuôi này đó, chúng ta sẽ phải làm ngược lại với lại cái mệnh đề chính, cái mệnh đề chính các bạn. Tức là mệnh đề chính nó là câu khẳng định thì chúng ta sẽ chuyển thành phủ định nha. Mệnh đề chính nó là phủ định thì chúng ta sẽ chuyển thành là khẳng định. Và chúng ta thấy ở đây đó là chủ ngữ là you các bạn. Động từ là invited, tức là chúng ta dùng past simple. Vậy thì chờ động từ chúng ta ở đây chúng ta sẽ phải dùng là did nha các bạn. Cái câu câu này là câu khẳng định, vậy thì trong cái này chúng ta sẽ phải dùng là câu phủ định nha các bạn, tức là didn't. Và chủ ngữ là you, chúng ta để nguyên. Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ phải nói là didn't you. Và chúng ta sẽ phải chọn là đi hơn các bạn. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô cái câu số 5 các bạn. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng là ở đây đó là he applied for scholarship. Vậy thì cái chỗ này đó chúng ta muốn nói đến rằng là sau khi mà cái anh này anh đạt được một những cái kết quả học ấn tượng thì anh mới nộp đơn cho một cái học bổng. Vậy thì cái chuyện ở phía trước nó đã xảy ra rồi hả các bạn. Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ phải dùng là be hả các bạn. Tại sao chúng ta dùng là be? Thì cái câu này nếu mà viết đầy đủ ra đó thì chúng ta sẽ phải viết rằng là when hay là after hả các bạn. Cái này chúng ta có phải viết là when hay after.
after he had achieved. Câu này chúng ta viết đầy đủ là viết như vậy hả các bạn? After he had achieved. Vì chúng ta thấy ở đây là chúng ta sẽ có là hai cái chủ ngữ giống nhau hơn các bạn. Vậy thì ở cái mệnh đề phụ chúng ta bỏ đi. Đó các bạn, bỏ luôn after đi. Nhưng mà ta nhớ ở đây đó là past perfect. Vậy thì cái chỗ này chúng ta phải chuyển thành là having. Đấy các bạn. Rồi chúng ta rút ngắn lại đâu bạn. Các bạn nhìn câu số 6 ha. There's a cái gì đó on the most popular Vietnamese reality shows ha. Các cái show diễn, các cái vở mà truyền hình thực tế đó các bạn. In the paper. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn là từ article là hợp lý nha các bạn. Câu này chúng ta muốn hỏi là từ vựng đó các bạn. Article là một cái bài báo đó các bạn. Các bạn nhìn câu số 7 ha. Order for shouldn't give up as there's where there's a will. Chúng ta thấy ở đây là một cái thành ngữ ha các bạn. Cái là một cái thành ngữ. There's a will. Thì cái chỗ này cái thành ngữ bắt buộc chúng ta phải chọn là there's a way. Vì chúng ta phải chọn là see ha các bạn. Thì cái thành ngữ there's a will, there's a way đó, nó có nghĩa rằng là nếu mà các bạn quyết tâm đó, thì các bạn sẽ đạt được những gì mà chúng ta muốn hơn các bạn. Cái ý nghĩa đó là như vậy. Các bạn nhìn vô câu tiếp theo không? Câu số 8. Peter and his classmates are searching. Thì searching ở đây là sẽ đi với for hơn các bạn. Cái này là chúng ta phải thuộc hơn các bạn. Cái này không có cách nào đó. Tức là có một số các cái từ nó đi với nhau thì chúng ta phải thuộc. Các bạn nhìn câu số 9 nè. BTS star Young. Ok, that's Jungkook. Thì ở đây chúng ta thấy nó có một cái mốc thời điểm nha các bạn. Tức là last month. Last month là cái chuyện nó xảy ra và kết thúc rồi. Chúng ta có thời điểm nha các bạn. Tức là tháng trước hơn các bạn. Tháng trước là nó kết thúc rồi hơn các bạn. Tức là kết thúc vào ngày 31. Ha? 0 giờ lúc 3, lúc 0 giờ ngày 31 của tháng 30 hay 31 gì đó của tháng trước. Vậy thì nó không còn liên quan tới hiện tại nữa. Và do vậy chúng ta phải dùng là past simple nha các bạn. Và để cái chỗ này chúng ta phải dùng là performed. Các bạn nhìn câu số 10 ha. It's a popular restaurant and you have to a table in advance. Cái gì đó, một cái bàn trước ha các bạn. Advance, in advance tức là trước khi chuyện nó xảy ra. Vậy thì cái chỗ này là câu này hỏi về từ vựng ha các bạn. Và do vậy chúng ta phải dùng từ reserve nha các bạn. Reserve a table tức là đặt bàn đó các bạn. Tức là chúng ta phải đặt bàn trước. Các bạn nhìn câu số 11 ha. You don't actually get a lot of. Thì ở đây chúng ta cho cái này tức là chúng ta muốn hỏi, người ta muốn hỏi là cái dạng các bạn, tức là cái loại từ nào. Thì chúng ta biết là trong tiếng Anh có 4 loại từ chính nha các bạn. Danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Vậy thì chúng ta để ý ở đây nó có từ of là một chế từ hả các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải dùng một cái danh từ ha. Do vậy chúng ta sẽ phải chọn là information. Các bạn nhìn vô câu tiếp theo ha. Câu số 12 ha các bạn. Corona met her husband while she. Rồi ở đây đó chúng ta muốn diễn tả lần là cái từ well là diễn tả cái hành động nó đang xảy ra nha các bạn. Vậy thì ở đây đó chúng ta sẽ phải dùng một cái là past continuous cho các bạn. Và do vậy chúng ta phải chọn là be ha. Bởi vì đó cái câu này đang diễn tả một cái chuyện là, tức là chúng ta muốn diễn tả là một cái hành động nó đang dài, đang xảy ra ha. Thì bị một cái hành động khác ngắn hơn cắt ngang nó. Tức là cô này có đang đi du lịch thì cô gặp người chồng của cô. Đó là một cái hành động khác ngắn hơn, cắt ngang cái chuyện mà cô đang đi du lịch. Các bạn nhìn câu số 13 ha. At the age of 5, Messi started playing. Rồi ở đây chúng ta có cái từ football đó các bạn. Football là một cái môn thể thao và do vậy chúng ta sẽ không có dùng mạo từ cho nó nha các bạn. Và do vậy chúng ta sẽ phải dùng là đi ha. Các bạn nhìn câu số 14 ha. It suggested. Đây là một cái loại câu mà muốn nhấn mạnh đến một cái sự, một cái tầm quan trọng ha. Ý nói, chúng ta muốn nói đến một cái chuyện gì đó nó quan trọng ở phía sau không. Và do vậy á, mà cái vế phía sau này đó các bạn, là chúng ta phải dùng be infinitive, tức là nguyên mẫu không tu nha các bạn. Và do vậy nó chúng ta thấy ở đây chỉ có một cái nguyên mẫu thôi, là không tu, tức là từ stop, tức là chúng ta phải chọn see ha. Nào, chúng ta để ý cái cấu trúc is suggested ha.
Các bạn nhớ câu số 15 không? You shouldn't keep your room free from mold and mildew. Ở đây tức là từ mold và mildew là cái từ mà nấm mốc các bạn ha, mốc hay là đóng rêu xanh á. They can cause serious health problems. Thì ở đây chúng ta muốn nói đến là một cái nguyên nhân đó các bạn, bởi vì chúng ta sử dụng because nha các bạn. Ở đây chúng ta không dùng because of nha các bạn, không dùng because of là bởi vì chữ chữ of này nó là một cái giới từ. Mà theo sau một cái giới từ đó là chúng ta chỉ được dùng một cụm từ thôi nha các bạn, một cụm từ hay là một danh từ thôi. Và do vậy mà chúng ta sẽ phải dùng là because nha các bạn. Còn under và in spite of nó cứ là mặc dù, cho nên là nó không có phù hợp trong câu này. Các bạn nhìn câu số 16 ha. The government should, thì sau should chúng ta thấy rằng là chúng ta có cái từ measure ha các bạn. Thì measure ở đây đó nó có nghĩa là một cái cách đó các bạn ha. Vậy thì chúng ta phải dùng từ take các bạn. Measure đây là cách hay là phương pháp gì đó. Tức là ý nói câu này là the government should take measures to reduce the negative effects các bạn. Tức là để làm giảm các cái mấy cái tác động tiêu cực của cái việc đô thị hóa. Các bạn nhìn câu số 17 ha. The teacher. Thì câu này cũng là một cái câu mà hỏi về từ vựng ha các bạn. Give away là cho đi ha. Switch off là chúng ta tắt một cái gì đó. Recover from là chúng ta phục hồi từ một cái gì đó. Thường chúng ta nói là phục hồi từ một cái thứ khi chúng ta bị bệnh. Survey là một cái bản khảo sát ha các bạn. Và thì ở đây chúng ta phải chọn cái từ là carry out. Ok, the teacher carried out the survey. Tức là từ carry out đó, nó là một cái phrasal verb các bạn. Có nghĩa là nó có nghĩa là do đó các bạn. Làm hay là thực hiện một cái gì đó. Các bạn nhìn câu số 18 mà. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta đó là cái phần này chúng ta, người ta yêu cầu chúng ta là tìm một cái nghĩa mà nó closest meaning nha các bạn ha. Closest meaning nha các bạn, để ý chỗ này ha. Closest meaning tức là cái nghĩa mà gần nghĩa nhất đó các bạn. Rồi các bạn nhìn như câu số 18 ha. Chúng ta thấy có từ impact. Impact là nó có một cái tác động ha. Tác động mà nó gây, nó làm thay đổi cái suy nghĩ hay là cái tới ai đó các bạn. Vậy thì cái chỗ này đó họ về từ vựng ha các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ phải chọn là influence nha các bạn. Influence có nghĩa là ảnh hưởng. Các bạn nhìn câu số 19 ha. Từ harness. Thì cái từ harness ở đây nó có nghĩa là chúng ta tận dụng một cái gì đó đó các bạn. Tức là make use of đó, tận dụng một cái gì đó. Vậy thì ở đây đó nó sẽ, chúng ta sẽ phải dùng một cái từ là exploit nha các bạn. Exploit là chúng ta khai thác. Rồi từ câu 20 tới câu 22 đó là chúng ta tìm một cái lỗi sai nha các bạn. Ta nhìn cho câu 20 ha. Chúng ta thấy có cái từ là 5 years ago. Chúng ta để ý không? 5 years ago là một cái thời điểm xác định là trong quá khứ. Từ year đây dùng đúng không các bạn? 5 year có S. Là chúng ta biết là cái chuyện nó xảy ra cách đây 5 năm. Tức là khi chúng ta dùng ago là chúng ta phải dùng past simple hơn các bạn. Và do vậy cái copy này chúng ta sai nha các bạn. Chỗ này đúng là chúng ta phải sửa là từ was nha các bạn. Was. Các bạn nhìn câu số 21 ha. The lesson that we are learning now is very interesting but difficult. Thì ở đây đó, chỗ này chúng ta sẽ phải dùng, chúng ta cái câu, cái lỗi sai của nó là C nha các bạn. Tại sao ạ? Tại vì ở đây đó lesson là vật nha các bạn. Nha, lesson là vật. Và do vậy mà cái interesting, tịch này chúng ta phải đổi thành interesting nha các bạn. Tại vì vật đó nó không có cảm nhận được nha các bạn. Vật không có cảm nhận được. Mà nó chỉ có gây ra thôi các bạn. Tức là nó là nguyên nhân gây ra cái cảm giác đó. Và do vậy chúng ta phải dùng in nha các bạn. Yeah. Interesting. Các bạn nhìn câu số 22 ha. It's always takes parents a lot of time and patience to bring up her children. Vậy thì đây cái này đó chúng ta thấy nó có một cái lỗi sai là cái câu đi hơn các bạn. Tại sao đó? Tại vì cái từ her ở đây đó nó là một cái đại từ hơn các bạn. Chúng ta thay thế cho một cái danh từ ở phía trước mà chúng ta không muốn lặp lại. Vậy thì cái chỗ này chúng ta thấy là cái từ parents ở đây là số nhiều nha các bạn. Vậy thì cái chỗ này chúng ta phải đổi thành là there mới đúng hơn các bạn. Phải là there ha.
Rồi bây giờ các bạn nhìn vô cái bài đọc tiếp theo. Câu 23 ha. Người ta hỏi chúng ta là what is the passage mainly about? Vậy thì đối với cái dạng câu hỏi này đó, đối với cái dạng này đó thì đầu tiên đó là chúng ta phớt lờ đi nha các bạn, ta bỏ qua trước, ta làm các câu khác để sau này chúng ta quay trở lại, chúng ta sẽ có một cái ý nó tổng quát hơn. Vì các bạn nhìn vào câu 24 không? The was established, established nó có nghĩa là thành lập hay là thiết lập các bạn. Vậy thì đó ở đây đó, ta nhìn cái câu ha, the British Broadcasting Company was established in 1922. Vậy thì ở đây đó chúng ta sẽ phải chọn cái câu B ha các bạn, ha? To form ha các bạn, to form nha các bạn, ta phải chọn to form nè, tại vì to form nó có nghĩa là hình thành các bạn. Các bạn nhìn câu số 25 ha. According to the paragraph 3, tức là theo cái bài, theo cái đoạn số 3 đó, all of the following programs were broadcast on BBC Radio except, tức là ngoại trừ nha các bạn. Cái này có nghĩa là ở đây chúng ta phải hiểu được cái câu hỏi ha các bạn, rồi chúng ta sẽ làm, mới ta mới làm được bài ha. Tức là tất cả trong những cái chương trình phiên sau này đó thì mà được phát hình đó, ở trên mà được phát thanh hay phát hình gì đó ở trên sóng radio đó, thì ngoại trừ cái nào ha. Vậy thì ở đây chúng ta phải kiếm trên cái bài ha các bạn. Chúng ta phải kiếm trên cái bài là ngoại trừ cái nào. Đoạn số 3 ha các bạn. Đoạn số 1, đoạn số 2, đoạn số 3. Chúng ta biết một đoạn đó là bắt đầu từ một chữ viết hoa ha các bạn và kết thúc bằng một dấu chấm, tức là thụt lùi vô đó các bạn. Viết hoa thụt lùi và sau đó là kết thúc bằng một dấu chấm. Vậy thì ở đây đoạn số 1, số 2, số 3. Đoạn số 3 là cái đoạn mà from the beginning ha các bạn. Ta thấy. Vậy thì chúng ta phải kiếm cái khúc đó ha các bạn. Vậy thì cái khúc đó là đây ha các bạn. There were music, grammar, discussion, okay, and children's rhymes, các bạn. Vậy thì đó, các bạn thấy rằng là cái khúc đó, các bạn. Vậy thì chúng ta kiếm xem cái phía dưới này, chúng ta thấy rằng là trong cái này là có music nữa, các bạn, có discussion, có grammar mà không có cái tennis, các bạn. Vậy thì cái câu này đó chúng ta sẽ phải chọn là A, các bạn, tennis. Các bạn nhìn câu số 26 ha. According to paragraph 4, okay, which of the following was the reason why more people bought new TV sets? Huh? Tức là theo như cái đoạn số 4 đó, thì cái nào theo sau, tức là A, B, C, D, cái nào đó các bạn, là cái nguyên do tại sao mà nhiều người hơn lại mua cái TV. Các bạn nhìn vô cái đoạn số 4 không các bạn? Đoạn số 4. Đây các bạn, đoạn số 4 là cái đoạn mà in 1936 đó các bạn. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy có cái khúc ở phía sau này nè các bạn. À. Thấy không ạ? Ok, nevertheless, tuy nhiên people like what they saw, mọi người thích những cái gì mà họ xem. And as a little because nè các bạn. The number of transmitters increased. Nè các bạn, tức là con số những cái nhà mà nhà đài phát đi các bạn tăng lên. More and more people went out to buy new television sets ha các bạn. Vậy thì cái chỗ này đó chúng ta thấy rằng là cái lý do là bởi vì có nhiều cái nhà đài tăng lên đó các bạn. Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ phải chọn câu 26 này, chúng ta sẽ phải chọn là câu B hơn các bạn ha. Ta phải chọn câu B ha. Tức là there was an increase of number of transmitter. Các bạn nhìn câu số 27 ha. The word it in paragraph 4 refers to, tức là cái từ it trong đoạn số 4 đó, nó sẽ đại diện cho cái gì đó các bạn, thay thế cho cái gì. Thấy từ it ở đây không các bạn? Thì chúng ta thấy rằng là cái từ it ở đây đó, nó sẽ là thay cho cái từ là BBC không các bạn? Ta đang nói về cái BBC không các bạn? Vậy chỗ này chúng ta phải chọn là A ha, the BBC. Tại vì sao thế? Tại vì cái câu phía trước đó các bạn, câu phía trước chúng ta thấy là đúng không ạ? Since 1946, the BBC đã trở thành gì đó. Thì cái câu phía sau chúng ta không muốn lặp lại nữa các bạn, chúng ta dùng từ it.
Vậy thì bây giờ chúng ta trở lại cái câu 23 không các bạn? What's in the passage mainly about? Tức là cái nguyên cái đoạn này đó, nguyên cái bài này đó là cái ý chính về cái gì không các bạn? Vậy thì trong cái bài này nếu mà các bạn đọc đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là nguyên cái ý chính này là để nói về cái sự phát triển của BBC không các bạn? Chuyện còn câu B đó là cái nhà sáng lập BBC không? Còn câu C là mục đích của BBC và cái câu D là cái giới hạn của BBC. Ta thấy là ở đây nó có cái mốc thời gian này các bạn, tức là được thành lập năm 92 này các bạn, này các bạn. Rồi sau đó đó là chúng ta sẽ thấy là từ đó ha, người ta nói đến cái sự là from the beginning ha, từ lúc mà nó ban đầu đó thì nó có cái gì đó ha các bạn. Rồi tới năm 36 các bạn thấy mốc thời gian không các bạn, là nó có cái gì đó ha, nó là cái first television service ha các bạn. Rồi sau đó là chúng ta thấy có cái mốc thời gian ha các bạn, năm 37 ha các bạn, rồi tới năm 38 ha, bắt đầu là từ năm 46 cho tới cho tới là về sau. Vậy chúng ta thấy là đó là cái sự phát triển của BBC. Rồi các bạn nhìn vô cái phần tiếp theo ha, từ câu 28 cho tới câu 30 là ở đây đó chúng ta sẽ phải là kiếm một cái, nó phải kiếm một cái nghĩa mà gần nghĩa nhất nha các bạn, closest, closest in meaning, tức là gần nghĩa nhất với lại cái câu người ta cho. Rồi bây giờ các bạn nhìn vô cái câu 28 ha. Okay, press photographers are not allowed to take photographs backstage. Chúng ta để ý là cái từ not allowed là không được phép nha các bạn. Not allowed chúng ta để ý không được phép. Tức là những cái người mà phóng viên báo chí đó các bạn, hay là cái người chụp hình đó, chụp hình báo chí gì đó thì là sẽ không được phép chụp các cái bức ảnh hậu trường gì đó ha các bạn. Vậy thì ở đây đó chúng ta thấy là not allowed, vậy thì chúng ta sẽ thấy là not allowed là không được phép, vậy thì ở đây chúng ta phải chọn là copy hơn các bạn. Tại sao? Là tại vì nó có từ must là cấm các bạn, cấm ai không được làm cái gì đó ha, không được phép. Các bạn nhớ câu số 29 nè. He last visited London 3 years ago. Chúng ta có một thời điểm các bạn, lần cuối anh ta viếng thăm London là cách đây 3 năm. Câu A là he was in London for 2 years, anh ta đã ở London trong 3 năm là sai các bạn. Câu B là he has been in London for 2 years, anh ta đã ở London được 3 năm cũng là sai anh các bạn. Câu C là he didn't visit London, anh ta không đến London, không đến thăm London cách đây 3 năm là cũng sai anh các bạn. Mà đến các bạn là câu D ha, tại nó có cái từ là các bạn để ý cái chỗ này ha, là hasn't visited, anh ta đã không có viếng thăm London trong 3 năm rồi, tức là lần cuối là cách đây 3 năm, vậy là nó không tính tới thời điểm hiện đại là anh ta đã không có thăm London được 3 năm. Các bạn nhìn cho câu số 30 ha. My laptop is not as expensive as yours. Ở đây là cái laptop của tôi nó không có mắc bằng cái laptop của bạn. Để ý cái từ yours ở đây các bạn. Yours ở đây tức là viết tắt của cái từ là your laptop đó các bạn. Ta không có lặp lại từ ha. Bởi vậy mà chúng ta sẽ phải dùng là cái đại từ sở hữu nha các bạn. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải đổi lại thành là câu này nó viết lại thì chúng ta sẽ phải biết rằng là cái laptop của tôi đó là nó rẻ hơn laptop của bạn đúng không ạ? Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ phải chọn là đi hơn các bạn. Đi hơn các bạn. Để cái từ my ở đây tức là my laptop đó các bạn. Chúng ta sẽ phải đổi cái my này là my laptop. Đại từ sở hữu nha các bạn. Các bạn nhìn câu số 31 ha. Two friends, David and Jane, are talking about Jane's new blouse. Tức là hai người bạn David và Jane đang nói chuyện về cái áo mới của con Jane đó. That blouse suits you perfectly. Cái áo đó nó hợp với bạn rất là hoàn hảo ha. Thì Jane này nó sẽ nói như sao? Thanks a lot nha các bạn. Cảm ơn nhiều ha. Tại vì nếu mà các bạn dùng your welcome hay là don't mention it hay là never mind đó là chúng ta chỉ dùng để nói đến cái chuyện rằng là cái tức là ta làm, tức là người ta cảm ơn mình đó các bạn, thì chúng ta dùng mấy câu đó. Các bạn nhìn câu số 32 ha. John and Daisy are talking about our culture identity. I think that people should protect their cultural identities. Thì cái chỗ này chúng ta phải chọn là copy ha các bạn. Tại cái từ là there's, cái câu mà there's no doubt about it đó, nó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn đồng ý với ai nữa các bạn.
Rồi các bạn nhìn cho cái bài đặt bên dưới ha các bạn. Thì cái bài này nó cũng hơi dài chút xíu không các bạn. Nhưng mà từ vựng thì không có cái từ gì khó ha. Thì đối với dạng này thì nó cũng giống như vậy các bạn. Các bạn nhìn như câu 33, which of the following is the best title for the passage? Tức là cái nào theo sau đó là cái tiêu đề tốt nhất cho cái đoạn văn đó, cái đoạn này. Vậy thì chúng ta lướt qua trước ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ tìm, chúng ta làm các cái câu bên dưới trước, rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với cái câu đó. Các bạn nhìn như câu số 34 không? According to paragraph 1, tức là theo cái đoạn số 1 đó. A green city builder who would aim to, aim ở đây nó có nghĩa là cái mục đích hơn các bạn. Thì một cái người xây dựng thành phố xanh đó, là sẽ nhắm mục đích cho cái gì? Vậy thì chúng ta sẽ phải kiếm hơn các bạn. Đoạn số 1 hơn các bạn. Đoạn số 1 hơn. Đoạn số 1 là bắt đầu từ when các bạn cho tới cái đoạn đây đó các bạn. Từ when bắt đầu cho tới kết thúc là cái từ in them. Đó các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ phải kiếm hơn các bạn. Kiếm cái từ nào? The builder. Rồi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là sao ạ? Ở đây các bạn. Chúng ta thấy không ạ? The concept of green cities. Ta thấy câu này có từ aim. The concept of green cities aims to bring some beauty from rural environments into urban areas. Các bạn. Tức là mục đích là nó đem cái vẻ đẹp từ cái môi trường nông thôn đó, tới cái khu thành thị. It's not only about looking better though. Nó không chỉ là về cái vẻ đẹp mà nhìn tốt hơn. Green cities are also trying to improve the efficiency of cities. Còn cố cải thiện cái sự hiệu quả của thành phố hơn các bạn. And raise the standard of living. Và nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Vậy thì ở đây đó, cái chỗ này chúng ta sẽ phải chiếm như cái nào có hơn các bạn. Paint every building green là sai này các bạn. Reduce the efficient of city là sai các bạn, tức là nó phải nâng cái hiệu quả cho các bạn chứ không phải giảm ha. C raising là các bạn phải chọn C hơn các bạn. Ha, chỗ này chúng ta phải chọn C ha. Nâng cao chất lượng cuộc sống hơn các bạn. Các bạn nhìn câu số 35 ha. Word appealing. Appealing tức là cái gì đó nó hấp dẫn người khác các bạn, thu hút hấp dẫn người khác. Vậy thì ở đây là cái từ gần nghĩa nhất với nó là chúng ta phải chọn là attractive nha các bạn. Attractive là thu hút hấp dẫn. Rồi các bạn nhìn xuống câu số 36 ha. So the word they in paragraph 3 refers to. Rồi chúng ta phải kiếm xem là cái từ they đó nó thay thế cho cái gì ha. Paragraph 3. Rồi đây paragraph 3. 1, 2, 3. Paragraph 3 đây các bạn. 3 đây là các bạn. Rồi các bạn thấy không? Visitor will find clear color coded trash bins throughout the city. Where they thì từ đây này nó sẽ thay thế chữ từ visitor nha các bạn. The visitor đây số nhiều không các bạn? Where they can tức là họ có thể đặt hơn các bạn. Còn nếu mà thay cho cái trash bin là không được nha các bạn. Trash bin nó là vật mà nó không thể nào mà nó đặt tất cả các cái chất liệu trong đó được không? Nào. Vậy thì cái chỗ này đó. Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ phải dùng là từ visitor nha các bạn. Chúng ta phải chọn là A ha. Các bạn chúng ta phải chọn là A. Các bạn nhìn câu số 37 ha. Which of the following is not true about Barcelona? According to paragraph 3, cũng theo cái bài số 3 đó, thì cái nào trong đây là không đúng không các bạn? Về cái Barcelona. Vậy thì cái chỗ này đó chúng ta phải kiếm xem là Barcelona nó có cái gì hả các bạn. Barcelona nó có cái gì. Đoạn số 3 nè các bạn. Đây. When it comes to green, the city of Barcelona is far ahead of its time. Since 1859, its designers had constantly tried to create sustainable urban designs. Ta để ý, ta có những cái keyword đó kìa ha. Sustainable urban designs đó các bạn. Received a well-deserved makeover before hosting the Olympic Games. Nó nhận được một cái gì đó, một cái well-deserved makeover
hosting làm chủ những cái bản English game. Ok, this is has upgrade, nâng cấp không các bạn, exchange transportation system, reduce air pollution nâng các bạn, more worker are using public nâng các bạn, tức là using public transport instead of their own vehicles. Boast là thúc đẩy các bạn, one of the best nâng các bạn, recycle remnants. No. Ok, rồi vậy thì cái chỗ này đó, vậy thì khi mà xuống dưới đây chúng ta phải kiếm xem nè, đoạn số 3 đoạn. Đây các bạn, câu bạn 7 ha. Vậy thì chúng ta thấy rằng là Barcelona là air pollution review là đúng không các bạn, more worker using public transport đúng không các bạn, exchange system up đúng không các bạn. Vậy thì cái chỗ này chúng ta sẽ phải dùng là đi không các bạn, đi là không đúng. Các bạn nhìn câu số 38 mà các bạn nhìn câu số 38 mà residence in Portland, resident là cái người mà sống, dân cư sống ở đâu đó gọi là resident đó các bạn, ý nó là cái cư dân ở Portland đó, Ken rồi làm cái gì đó. Vậy thì bây giờ chúng ta phải chiếm cái đoạn Portland, vậy là nó nằm ở cái đoạn thứ tư không các bạn. Đây các bạn, đoạn thứ tư không các bạn, bắt đầu từ đây cho tới đây. No city in Portland, Southern Oregon gì đó. Chúng ta kiếm xem người này họ làm cái gì không các bạn. Instead of filling the area of office, ok đó, tức là thay vì đó lấp đầy các khu vực này với các tòa nhà cao, Portland has plenty of green space, xem các bạn, green space has green space. So, ok, 119 km of running hike and bike, ok, that bike trail and allow citizen, right? Allow citizen to experience the great outdoors, xem các bạn. Ok, offer, xem các bạn, offer resident creative energy plans. Pay a bit extra for clean energy source, nha các bạn. Homeowners can choose, okay, can choose solar or wind power. Yeah. Các bạn nhìn câu số 38 không? Resident in Poland can gì đó. Thì có thể ở đây chúng ta thấy là solar power hả các bạn, câu này là sai hả các bạn, là tại vì cái người ở Portland họ có thể chọn là solar power hay là wind power hả các bạn. Build more office building là sai nha các bạn, là tại vì thay vì là thay những cái office building là họ để các cái khoảng không mở hả các bạn. Allow visitor to experience red outdoor cũng sai luôn nha các bạn, tại vì là họ chỉ có allow cái citizen nha các bạn, công dân của họ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải dùng là đi là đúng rồi các bạn. Use clean energy source with a small extra sum of money, tức là với thêm một ít tiền nữa các bạn, không các bạn, cái khúc này nữa các bạn, nó trả thêm một khoản phí không các bạn. Đây các bạn ha, for about, ok, that $3 to $9 ha, dollars extra as money không các bạn. Các bạn nhìn cái câu số 39 ha. Which of the following can be inferred from the passage, tức là cái nào theo sau chúng ta có thể rút ra được từ cái bài văn các bạn. Vậy thì chúng ta đọc cái đoạn này chúng ta thấy rằng là câu A ha, để xem mà few people, tức là rất ít nha các bạn, rất ít người quan tâm cái việc sống trong thành phố là sai các bạn. Bạn câu B, câu B thì sao ạ? The greenest cities in the world, the greenest city in the world are not are in North America, tức là cái thành phố xanh nhất ở trên thế giới là ở North America, cũng không đúng các bạn. Các bạn nhìn câu C ha các bạn. Green city, những cái thành phố green city thì quá mắc để xây trong hầu hết các quốc gia. Câu này chúng ta không thấy trong bài nói ha các bạn. Vậy thì chúng ta thấy là cái câu D ha các bạn là hợp lý ha các bạn. Barcelona is one of the oldest green city. Tại sao chúng ta lại có cái câu này? Chúng ta nhìn lại cái đoạn về Barcelona ha các bạn. Các bạn thấy không ạ? Ok, the city of Barcelona has its far ahead of its time, tức là nó còn đi trước cái thời đại của nó đó các bạn, tức là nó tính từ năm bao nhiêu ạ? 1895 các bạn. Nó đã có cái
thiết kế nó đó, cái thiết kế của nó là đã cố mà duy trì cái đó là các bạn ha. Vậy thì nó, ta thấy là cái nó là lâu đời nhất rồi nha các bạn, đó là cái khúc đó. Vậy thì chúng ta trở lại cái câu số 33 ha các bạn, à, cái câu là 33, tại vì cái best title cho cái passage này là cái gì ạ? Vậy thì cái best title cho cái passage này các bạn thấy đọc trong cái bài này chúng ta sẽ thấy rằng là bên chọn câu A, nó xem A như thế nào ha. The power of green energy, tức cái năng lượng của sức mạnh của năng lượng xanh, thì không đúng không các bạn. B, cities get clean by go green, thành phố, các thành phố sạch hơn bằng cách là chúng ta chuyển qua xanh hóa. C là Portland Green Revolution, là cái sự mà cách mạng là xanh ở Portland, cũng không đúng không các bạn, tại vì nó còn nói thêm các thứ khác. D là Future of Green City, tương lai của các thành phố xanh. Vậy thì chúng ta thấy là trong cái này đó là ta phải chọn B là hợp lý hơn các bạn đó. Tại vì trong cái bài này nó nói đến nhiều cái nhiều cái mà làm giảm cái sự ô nhiễm các bạn đó. Các bạn nhìn vô cái từ câu 40 cho tới câu 43 các bạn. Thì các bạn thấy rằng là cái câu 40 tới câu 41 là chúng ta sẽ kiếm cái vị trí nha các bạn, cái vị trí mà đặt cái âm nhấn đó các bạn, primary stress nha các bạn. Chúng ta nhớ tiếng Anh nó có dấu nha các bạn. Nếu như mà cái âm nhấn đó mà nó không nằm ở cuối câu đó thì chúng ta phải lên giọng hơn các bạn. Tức như âm A các bạn chuyển thành âm A. Nếu như là nó nằm ở cuối câu thì chúng ta phải đọc ngang, chúng ta không lên giọng và cũng không hạ giọng. Ví dụ chúng ta hay đọc là refer các bạn, begin các bạn. Vậy chúng ta cùng thì chúng ta nhìn câu 40 ha các bạn. Chúng ta thấy cái từ là industry nhấn năm đầu không các bạn. President nhấn năm đầu không các bạn. Congestion nhấn năm thứ hai các bạn. Gardener nhấn năm đầu không các bạn. À. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn là congestion của C nha các bạn. Các bạn nhìn câu 41 ha. Ta có từ refill, chúng ta thấy mình học là refill đọc ngang các bạn, tức là âm này âm nhấn các bạn. Adapt, adapt các bạn. Enter nhấn âm đầu các bạn. Pollute, pollute, và những cái chỗ này chúng ta phải chọn C nha các bạn. Đó. Âm nhấn là âm đầu, còn lại là âm thứ hai hết. Câu 42 tới câu 43 là người ta yêu cầu chúng ta đọc cái âm nó khác so với lại những cái âm khác các bạn. Cái này nếu mà các bạn là phải chúng ta phải đọc nhiều các bạn, còn nếu như chúng ta không biết thì chúng ta phải tra từ điển ha. Và nếu như các bạn nào chưa xem cái video của mình về các cái đọc của nguyên âm đó thì mình sẽ để bên dưới để cho các bạn theo dõi nha, hoặc là các bạn tra bên dưới. Thì cái từ A này chúng ta đọc là lake âm A nha các bạn, lake, lake âm A, play âm A luôn nha các bạn, wave âm A luôn nha các bạn, mass là âm A nha các bạn. Vậy thì chúng ta phải chọn đi không? Mass âm A. Rồi câu 43 ha. Phát âm ED nha các bạn. Ta nhớ ED nó sẽ có 3 cách phát âm. Thứ nhất là âm ịt, thứ ba, thứ hai là âm tờ, và thứ ba là âm đờ. Thì âm ịt nó chỉ có 2 âm nha các bạn. Nếu mà các bạn nào chưa xem cái cách phát âm ED như thế nào thì các bạn có thể tra các cái video của mình ở bên dưới các bạn, cách phát âm ED. Cái đó ở trong trình độ A1, A2 mình đã làm rồi. Thì đây chúng ta thấy là received là âm đờ nha các bạn. Express là âm tờ nha các bạn, tại vì kết thúc của nó là một cái âm câm. Chúng ta chỉ có 7 âm câm thôi các bạn, và do vậy mà ta phải kết thúc bởi âm tờ. Controlled âm đờ nha các bạn. Surprised đờ các bạn. Vậy thì cái chỗ này chúng ta phải chọn là B nha các bạn, âm tờ. Rồi các bạn nhìn vô câu 41 và câu 45 mà. Thì cái dạng này là cho chúng ta biết là the best combine, chúng ta kết nối lại hai câu đó là tốt nhất như thế nào các bạn ha. Rồi câu 44 các bạn, it rained all the time, this was a great pity. Vậy thì chúng ta thấy cái từ this ở đây nó thay cho cả cái vế ở phía trên nha các bạn, cả cái ý ở phía trên, và do vậy mà chỗ này nó chúng ta sẽ phải chung là B nha các bạn. Tại vì cái từ which, khi mà chúng ta viết một câu ra xong chúng ta phẩy which ở đó, là từ which ở đây nó bằng với từ this nha các bạn, nó bằng với từ this các bạn. À, còn từ that ở trên là sai nha các bạn. Cái từ that nó không bao giờ nó đứng sau dấu phẩy hoặc là đứng trước một cái giới từ nha các bạn. Và những câu 45 không?
My wife is allergic to animals. I can't keep a pet. Vậy thì đó, cái chỗ này là chúng ta là vợ tôi là bị dị ứng với lại cái thú không các bạn. Vậy mà tôi không thể mà giữ được, không thể nuôi thú. Luôn không thể nuôi thú cưng các bạn. Vậy thì ở đây người ta cho mình là if, và thì chúng ta thấy là ở đây là hiện tại ha. Hiện tại. Vậy thì nếu mà chúng ta dùng lại if đó thì là chúng ta sẽ dùng if loại 2 nha các bạn. Chúng ta ước một cái điều, chúng ta muốn nói đến một cái giả định, một cái điều gì đó mà nó không có thật ở hiện tại hoặc tương lai ha các bạn. Vậy thì ở trong cái mệnh đề if đó, chúng ta sẽ phải dùng past simple. Còn ở mệnh đề chính đó, chúng ta sẽ dùng là can hoặc là could. Vậy thì chúng ta xem câu nào có past simple. Đây past simple là A ha các bạn. A hoặc B. Đấy, A hoặc B. Mệnh đề chính đó, thì chúng ta sẽ phải dùng can hoặc could ha các bạn. Vậy thì cái chỗ này chúng ta phải dùng là A ha các bạn. B là đông là sai nè các bạn. Đó, thì đông ở đây là sai. Ta phải dùng could hoặc là good. Rồi các bạn nhìn vô cái từ câu 46 tới câu 50 không các bạn. Rồi. Cái bài này đối với cái dạng bài này thì ngoài cái một số các cái ngữ pháp là chúng ta phải đọc hiểu hơn các bạn, yêu cầu chúng ta phải đọc hiểu cho một số đọc hiểu đạt văn một chút nữa các bạn. Yalang was the first emperor of Nguyên dynasty as well as the founding father of the modern nation of Vietnam. Born at Nguyễn Phúc Ánh, he was the nephew of last Nguyên Lô Hu. Okay. Tức là ông này ông sinh ra đó, cái Gia Long đó là sinh ra dưới cái tên là Nguyễn Phúc Ánh các bạn, là cháu của cái người mà bị chúa cuối cùng là chúa Nguyễn cuối cùng đó các bạn. Last chúa Nguyễn cuối cùng, Hu. Ở đây chúng ta có ba cái bốn từ hả các bạn. Ở đây chúng ta phải dùng là cái từ rule nha các bạn, cai trị. Từ found là thành lập, từ free là giải phóng, invade là chúng ta nói là xâm chiếm mà không đúng không các bạn. Ở đây là chúng ta thấy là chú Nguyễn là cai trị ha, cái vùng phía Nam, Southern Việt Nam. In spite of being born into a royal family, he had to encounter là đấu chống lại đó các bạn. Thì ở đây đó là chúng ta thấy là cái từ difficulties ở đây đó nó là số nhiều nha các bạn. Ở đây là ngữ pháp không phải là từ vựng. Vậy thì đấy chúng ta sẽ dùng là cái từ many nha các bạn, đếm được mà. Còn much chúng ta dùng danh từ không đếm được. Còn ít và very đó là chúng ta dùng cho danh từ nó số ít nha các bạn. Đếm được mà số ít. Ở các bạn nhìn câu 48 ha. As he became a target of rival groups who attempt to wipe out the Nguyễn clan. Thì ở đây đó cũng là một cái ngữ pháp nha các bạn. Thì ở đây đó chúng ta sẽ có bốn loại từ các bạn. Động từ, hai cái loại danh từ và một loại là trạng từ. Ở đây chúng ta phải chọn trạng từ nha các bạn. Completely là tại vì nó sẽ bổ nghĩa cho cái động từ là wipe out các bạn, tức là quét sạch cái gia tộc Nguyễn một cách hoàn toàn các bạn. Ý nó là quét sạch toàn bộ gia tộc Nguyễn. Nguyễn Phúc Ánh fled to southern coastal tip of Vietnam. Sau này ông chạy tới cái mũi bờ biển phía nam của Việt Nam đó các bạn. Thì đây nó là một cái nơi trốn nha các bạn. Nơi trốn nha các bạn. Đây cũng là ngữ pháp không? Do vậy chúng ta phải chọn là where, nơi mà. Ok, he met a fence beast gì đó. Các bạn nhìn câu số 50 ha. Okay, who would eventually become his trusted advisor and play a mayor. Thì ở đây chúng ta sẽ có từ nè, play the role nha các bạn, và chọn là role ha. Ở đây nó là một cái từ vựng thôi các bạn, đóng một cái vai trò lớn. Thì đây là cái mà cái bài cái đề thi của Sở Dục Nam Định học kỳ 1 năm 2022-2023 các bạn. Thì theo mình thì cái đề này nó thì không khó hơn các bạn. Nó cũng không có khó lắm so với trình độ của học sinh. Nếu như mà các bạn nào mà ở trình độ B1, đúng trình độ B1 đó, thì chúng ta sẽ làm cái bài này là khoảng là ít nhất chúng ta phải làm được 80% các bạn. Đó. Còn nếu như các bạn nào ở B2 á, thì chúng ta thấy cái bài này nó khá dễ dàng. Chúng ta sẽ chúng ta chỉ làm cái bài này trong tầm cỡ chừng 30 phút hoặc là 40 phút là xong. Thanks for watching.